Ngày hôm qua chúng ta học cái tiến trình xúc sinh thọ, thọ sinh ái rồi. Vậy cảnh nó nằm ở đâu? Cảnh nó nằm ở xúc. Vậy nhờ cái xúc mà những cái tâm của mình nó bắt đầu nó khởi sinh. Cảm giác nó khởi sinh và tâm của mình nó khởi sinh theo. Vậy nhờ cái xúc này mà mình thấy được cái tâm của mình yêu ghét nó xuất hiện. Vậy bây giờ mình cắt được cái sự thích thú đó đi thì mình mới cắt được sự ghét bỏ. Các bạn biết tham nó vận hành thì nó sinh ra sân. Các bạn không bao giờ cắt được sân nếu không cắt được tham. Nên muốn giảm sân thì buộc phải giảm tham. Mà các bạn neo cảm xúc tích cực, coi chừng là tâm tham đấy. Neo thằng tham mà đòi bỏ được thằng sân thì viễn tưởng. Nên phải giảm cả tham thì mới giảm được sân. Giảm yêu thì mới giảm được ghét. Nên tại sao trong kinh điển Đức Phật dùng chữ từ bi chứ Ngài không dùng chữ tình yêu? Cái chữ từ bi hay hơn chữ tình yêu rất nhiều, nó chắc hơn nhiều. Các bạn muốn cắt xúc thì các bạn phải quan sát lại thân của mình. Vì các giác quan nằm trên thân của mình. Mắt nằm trên thân, mũi nằm trên thân, tai, lưỡi, thân, tất cả nằm trên thân của mình. Vậy khi chúng ta nhắm mắt quay trở về hơi thở, quay trở về cảm giác trên thân của mình, là các bạn nhìn thằng này. Vậy là bước một là nhìn lại được cái thân của mình. Sau đó các bạn cảm nhận được những cái cảm giác của mình là nó dễ chịu hay khó chịu. Rồi cái bước cuối cùng là nhìn sâu vô những cái cảm giác đó, là tâm gì đang vận hành. Ba bước đấy. Bước một các bạn làm, các bạn áp dụng cái gì ở đây cũng được. Có những người thì phải qua thân rồi mới nhìn được tâm. Có người phải qua thân, qua thọ rồi mới nhìn được tâm. Có người thì nhìn thẳng vô tâm luôn. Tùy căn cơ của mỗi người. Tôi không thể nào biết các anh chị giỏi toán hay lý hay hóa được. Có những người đi bằng toán rồi mới giỏi sang lý hóa. Có những người đi bằng hóa rồi mới giỏi sang toán lý. Không biết được. Nhờ. Thì đây gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm. Còn một yếu tố nữa là quán pháp. Quán pháp là quan sát mọi sự vật hiện tượng để nhận diện nó. Thì cái đó tính sau. Mình luyện ba cái này trước, vì ba cái này nó nằm ở trong mình. Nó nằm ở trong mình. Nha, nó bám trên thân của mình, bám trên cảm giác của mình và bám trên tâm của mình. Mình nhận ra nó. Thì đây là một cái khóa thiền 10 ngày ở Vipassana. Vipassana là của tùy pháp môn nha các bạn. Có những pháp môn là nó quán thân và quán thọ, nó không dạy quán tâm. Để lâu ngày chúng ta học vài năm nó cũng nhảy sang tâm trở lại, tự động nó nhảy sang. Còn có những bạn nào mà hay tư duy nhiều, thời buổi bây giờ chúng ta suy nghĩ nhiều không? Suy nghĩ càng nhiều thì suy nghĩ thuộc về tâm. Vậy quán tâm sẽ sửa nhanh nhất. Người cảm xúc càng nhiều, quán thọ sẽ sửa nhanh nhất. Người mà bị những cái lòng tham theo cái kiểu sắc dục ăn uống chi phối, quán thân là nhanh nhất. Tùy từng căn cơ của người mà phù hợp. Mà quán thân thì nó có nhiều cách. Một trong những quán thân rất hiệu quả là quán thân của mình nó bị hoại diệt. Nó chết, nó phình, nó trương, dòi bỏ, nó chui vào. Rồi cơ thể nó tan rã ra, rồi nó tan vào đất, nó bay theo mây trời. Quán được cái đó thì chúng ta bị buông được cái thân này ra. Không còn thèm cái thân body đẹp trai này nữa. Sinh gái không còn thèm nữa. Thì chúng ta buông được sắc dục ra. Bản chất sắc dục là nó thích về thân xác, chứ nó chả thích gì về tâm đâu. Tham sắc bản chất là thuộc về thân đó. Thì cái này là ít người quán. Ít người quán. Vì quá ít người quán đâm ra thế giới bây giờ kiếm được tiền là họ nuôi dưỡng bởi sắc dục rất nhiều. Ăn chơi trác táng rất nhiều. Karaoke, vũ trường mở ra khắp nơi. Là nó là về thân hết. Nên trong những quán karaoke, vũ trường nó mới sinh ra những cái vấn nạn về đĩ điếm, nó nằm trong đấy mà ra. Nó vì cái này, họ không hiểu cái này. Nên những cái vị sư nào mà muốn đi tu mà quán thân cho nó chắc là phải sống ở nghĩa địa khoảng 3 năm. Người nào mà đem chôn á, nhà nghèo họ chôn không kỹ á, thì nó trương sình lên, các bạn quan sát cái đó. Các bạn sang Ấn Độ thì quan sát họ thả xác theo sông Hằng, nhìn những cái đó rồi mình cảm thấy bình an dần. Vì bản chất sống và chết nó là một.
có sinh thì phải có diệt, làm sao mà khác được. Vậy tại sao chúng ta sinh ra thì chúc mừng, mà tại sao chết đi mình không nhìn cái sự chết là một sự bình an? Vì có người này chết thì mới có người kia sinh chứ. Các bạn tưởng tượng trái đất này mà không có người chết thì chắc nó hủy diệt từ lâu rồi. Chỉ có sinh mà không có diệt nó loạn trái đất này. Chúng ta hiểu cái điều đó, chúng ta quan sát được bình an trở lại. Chúng ta hiểu cái đó, một ngày đẹp trời chúng ta chết, chết trong bình an. Chúng ta sẽ hiểu nó bình thường. Còn nếu không, chúng ta sẽ luyến tiếc cái chết của mình. Luyến tiếc nó sinh ra tâm tham, luyến tiếc nó sinh ra dính mắc. Chúng ta dính mắc vào căn nhà đang xây giang dở thì chúng ta trở thành con ma trong cái căn nhà đấy. Chúng ta dính mắc vào người vợ mới cưới, con chưa lớn kịp, các bạn bị kẹt vào người vợ và đứa con, các bạn chết non, các bạn chết đột quỵ, các bạn chết vì tai nạn, các bạn trở thành con ma trong cái nhà đó, canh vợ canh con. Các bạn luyến tiếc vì vàng bạc châu báu chôn ở dưới nhà mà chưa có người nào dặn con, các bạn chết thành con chó canh đấy, nhà đấy, do tâm dính mắc ấy. Thì trong cái quá trình mà các bạn ở cái vị trí đấy thì cho nghe loa pháp thoại đủ lâu là buông được ra, vì loa pháp thoại nó chính là tam bảo đấy, cho nghe đủ lâu. Nên chúng ta để ý những cái con chó ở trên chùa, mà đặc biệt những cái chùa mà có giảng chánh pháp, thầy mà giảng hay dạy thiền đó, con nào con đấy nó hiền khô, mấy con đó nó chết đi nó thành người hiền khô, vì tâm nó thiện rồi. Tâm nó thiện nó không làm thú được, buộc nó phải lên người. Tâm người ngược lại xấu ác, chết đi buộc phải xuống thành thú, gọi là thú tính. Chúng ta nhìn này nha, xúc hình thọ thọ sinh ái rồi.